là chúng mình đã tô màu xong bức tranh này rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Các bạn cũng đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nha. Các bạn có đang quan tâm đến chủ đề nào thì hãy comment ở phía dưới, mình sẽ sưu tầm hướng dẫn các bạn tô tiếp nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu số tiếp theo nha.